Kính thưa toàn thể quý vị và đón tiếp chương trình, Lan xin được mời quý vị cùng đến với bộ sáng tác của tác giả Trần Việt Liêm và Trần Quốc Khải. Bài hát được mang tên Tâm sự một người sai. Và với bài hát này, mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng. 1, 2, 4, bà con đừng có cười nha. Và sau tiếng hát của Hoàng Dũng là tiếng hát của chị Ba chuẩn bị. Chạy là chạy toán người ơi, chạy là nhìn thấy đất trời ngại, chạy tiền chạy gù chạy em, chạy tình chạy thèm được say. Bước thấp bước cao giữa dòng đời sao chiến hối hà thấp, chén mạng cay tôi hồn ngã nghiêng nghiêng ngã biết về đâu khi tất cả đã xa. Rồi trời đang chao đào thế gian này những tác phẩm mong mang đi, tôi say tiền say rượu với say em, say cả những giận thơ văn tiếng ngọt ngào, ai bạc tình giống phố mặt ngay, tôi là người say thật tình bạn. Thà say mà biết mình say, còn ở lúc tình nhìn ai cũng lầm. Em đến rồi đi cuộc tình tan vỡ, tình này mới sao tôi cứ mãi lu chờ. Hay để quên đi dân tuổi ban đầu, hay để quên lòng người đen bạc tâm vô bằng mặt bên xa ngang, hay để quên hết trời chuyện lòng lừa dối gian xem nghĩa nhân nhân tiền bạc, thà được trái để lòng mình thân còn còn hơn tính là gì khi nhìn thấy sự đổi thay. Anh chẳng thiếu gọi danh thường ta chẳng có say mê hồn bay theo những giấc mơ quang để quên những chuyện trong đời bao trái ngang ngủ vào thơ ngọt ngào
gửi nụ cười giả dối. Giữa muôn mặt cuộc đời ai đã dối lìa ai, giặc tặc kẻ trắng tay dành mượn cháo ác là mén trầu làm bàn. Tôi tình niếm náo nồng chở liêu càng, tôi muốn tìm quần gì giặc cuộc đời. Xảy là tặc con người ơi, và trai cùng giúp tôi hiểu được tình thế nhân.